Alright, now here's my feedback for Ngọc Anh. Bài của Ngọc Anh cũng rất là ổn. Em khai triển ra ý rất là dài và em nỗ lực em viết câu để uh, thể hiện được những cái ý tưởng khác nhau. Em dùng uh, mệnh đề quan hệ này, em dùng những cái uh, mệnh đề khác để nối ý. Rồi một vài lỗi nho nhỏ, nhỏ nhé. Considering the conveniences uh, it offers. It ở đây tức là gì đó? The city, right. Và đã relocate thì không cần to live nữa. Relocate to là được rồi à? à, um, tiếp theo bây giờ xuống dưới này cái câu của em xuống này nó đang bị hơi dài rồi for one thing nè ở đây em có đe rồi thì đừng dùng which nữa phải một cái chấm đi chấm một câu mới this is especially true for young people biết sao không? tại vì ấy people ở đây nó quá xa cái young people này mà nếu dùng especially phải đứng gần nó tại nó xa quá rồi nên thôi chấm câu nhé chấm câu this is especially true for young people Rural residents have few opportunities to learn new things, right? Few opportunities to learn new things um, because their area is not well developed. Dưới đây thì ổn này. Have difficulty không có in. Have difficulty accessing entertainment and có hai thứ phải có and entertainment and dining services after hard working days. Rồi xuống đoạn dưới đây um, hỏi which is ở đây nhé em dùng sector suitable for all ages luôn dù bạn là học sinh hay là người già thì là whether or whether or thì vẫn có thể choose from mental labor or manual labor uh, it's easy to easy to ở đây mình nói không có nhiều công ty không có nhiều lựa chọn về doanh nghiệp chấm là đủ rồi khỏi cái khúc invest này luôn Uh, tương tác là tương tác với con người tương tác với lại những chuyên gia là interact with professionals và có những cái cách làm việc khác nhau cách làm việc ví dụ part time ta gọi là working modes chỉ có một từ thôi nhỉ working modes part time or work from home ok thì bài của ngọc anh em đang viết rất là tốt this is a good uh, good effort so keep up the good work